thông báo về việc cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ủy ban nhân dân xã Trà Vong có nhận hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Phạm Ngọc Lan, ngụ tại ấp 4 xã Trà Vong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Ông Phạm Ngọc Lan và bà Trần Thị Nhen làm thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 95, tờ bản đồ số 39, diện tích 1.524,1m2, đất tọa lạc tại ấp 4, xã Trà Vong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Căn cứ trích lục bản đồ địa chính số 11475 của Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Tân Biên, thể hiện thửa đất số 1596, tờ bản đồ số 6 trong sổ mục kê khai cho ông Lê Văn Căng đăng ký. Ấp 4 xã Trà Vong xác nhận ông Căng không còn ở địa phương thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có đơn khiếu nại, tranh chấp của cơ quan, tổ chức cá nhân nào đối với phần đất trên, thì Ủy ban Nhân dân xã Trà Vong sẽ tiến hành lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, thực hiện thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phạm Ngọc Lan và bà Trần Thị Nhen theo quy định của pháp luật.